tiền đạo Neymar từng đứng trước nguy cơ lỡ World Cup 2018 vì chấn thương. Rất may là anh đã kịp bình phục để góp mặt ở giải đấu diễn ra trên đất Nga. Ở lượt trận mở màn vòng bảng, Brazil hòa Thụy Sĩ 1-1. Tiền đạo của PSG chơi không ấn tượng và bị đối phương phạm lỗi tới 10 lần. Tuy nhiên, càng đá anh càng chứng tỏ mình là mắt xích không thể thiếu được trong đội hình đội bóng áo vàng xanh. Với hai bàn thắng ghi được, Neymar cùng với Philippe Coutinho đang là hai cầu thủ có nhiều pha lập công nhất cho Brazil ở World Cup 2018. Tiền vệ đang chơi bóng ở Anh trong màu áo Chelsea chính là hạt nhân trong những pha tấn công như vũ bão của DT Bỉ ở World Cup 2018. Với hai bàn thắng và hai đường chuyền giúp đồng đội lập công ở giải đấu diễn ra trên đất Nga, Hazard tất nhiên sẽ là cầu thủ mà DT Brazil cần đặc biệt dè chừng trong trận tứ kết diễn ra đêm nay. Tiền đạo Harry Kane mới đá 3 trận cho DT Anh ở World Cup 2018 nhưng đã làm tung lưới đối phương tới 6 lần. Sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, Tam Sư có lý do để tin rằng họ đủ khả năng bước lên đỉnh thế giới giống như những gì từng xảy ra vào năm 1966. Tiền đạo John Lulac Aku tịt ngòi trong trận Bỉ thắng Nhật Bản 3-2 ở vòng 1/8. Nhưng anh ghi dấu ấn với pha bỏ bóng để Nasser Chadli ghi bàn giúp đại diện châu Âu lội ngược dòng vào phút chót. Với 4 bàn thắng ghi được trong 3 trận đấu tại World Cup 2018, Lắc Ách U là đối thủ đáng gờm của Kane trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới. Chân sút trẻ Kylian Mbappe đã thi đấu bùng nổ ở vòng 1/8. Anh không đá cả trận nhưng cũng kịp lập cú đúp khiến Argentina của Lionel Messi phải về nước. Nếu cầu thủ mới 19 tuổi này tiếp tục thể hiện sự tinh quái và tốc độ đáng nể như những gì đã thể hiện trước Argentina, Pháp sẽ có nhiều cơ hội đánh bại Uruguay để ghi tên mình vào vòng bán kết. Tiền vệ Coutinho đã để lại dấu giày ở mùng 4 tháng 7 bàn thắng mà DT Brazil ghi được ở World Cup 2018. Cả hai bàn thắng Anh ghi được đến lúc này đều rất đẹp và quan trọng. Chính nhờ có Coutinho, Brazil mới hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân và khuất phục được Costa Rica vào thời điểm hiệp 2 trận đấu đã bước sang thời gian đá bù giờ. Sau khi giúp Real Madrid vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp ở mùa giải vừa qua, tiền vệ Luka Modric tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo DT Croatia. Anh đã ghi 2 bàn trong 4 trận ở World Cup 2018 đến lúc này, trong đó cú ná đại bác từ ngoài vòng cấm làm tung lưới DT Argentina xứng đáng được xếp vào hàng siêu phẩm. Khi Thụy Điển không còn sự phục vụ của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic, đội bóng này đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ chạy cánh Emin Forsberg. Ở World Cup 2018, Forsberg mới ghi một bàn thắng nhưng pha lập công này vô cùng quan trọng bởi nhờ đó Thụy Điển mới vượt qua Thụy Sĩ để lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Kể từ khi vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu mở màn World Cup 2018, tiền đạo Arsène Dubois đã thể hiện cái duyên ghi bàn đáng nể. Trong số 3 bàn thắng mà chân sút cao tới 1m96 này ghi được, quan trọng nhất chính là pha lập công trên chấm 11m góp phần giúp Nga đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Anezepic là cái tên còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng không ai có thể phủ nhận cầu thủ chạy cánh 24 tuổi này đang chơi quá nổi ở World Cup 2018. Ngoài bàn thắng ghi được trong trận Croatia đè bẹp Argentina 3-0 ở vòng bảng, Zepic còn gây ấn tượng bằng những pha xử lý đầy tốc độ và sức mạnh. Đây hứa hẹn sẽ là cái tên mà các hậu vệ DT Nga